Hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay lại với kênh Sư Viên Giải Trí nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái mô hình mà trồng dưa leo trong chậu nha, mà bọc trái dưa leo bằng cái chai nước suối nha các bạn. Đây là mình trồng trong cái chậu nha, dưa leo trồng chậu nha các bạn. Chậu cũng tương đối nhỏ nha, nhưng trái thì to nha các bạn. Đây, trái này là mình bọc trong cái chai nước suối nè, suối mình để mình hạn chế mấy côn trùng phá hoại, thì nó nếu mà nó bị chích thuốc thì nó bị hư nha các bạn. Đây là trái, đây những cái trái này mình chưa vô nha, thì mình đang chuẩn bị vô trong cái chai nha. Đây, nó bự, mình nó thụ phấn xong mình mới vô nha các bạn. Còn nếu mà không thụ phấn xong thì các bạn vô sớm quá thì nó không có đậu nha. Đây, một trái nè, hai trái nè, thì bông rất nhiều các bạn, nên là những cái bông đực. Đây, đây là những trái nhỏ nè, mình sẽ tuyển chọn nha các bạn, mình không có để nhiều quá, tại vì đây đất chậu mình đất nó ít nha, nên là mô hình trồng hữu cơ đàng hoàng, các bạn không sử dụng thuốc để xịt nha, mình bao trái nữa đâu. Một lát mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem nha. Đây là trái chủ nhất nè, đúng không? Đây, bao trái nè, khỏi bị côn trùng chích thuốc luôn các bạn, nhưng mà an toàn luôn nha. Đây trái bự nè, nữa mình sẽ vô cái chai bằng cách là mình bỏ cái cổ chai nè, mình treo cái phần kia mình treo lên trên một cái dây hay gì đó, thì nó khác, không bị côn trùng phá hại. Đây này trái này mình không nó mình làm nó không sát quá, nên cái cuốn như là cái cuốn của cái trái này nó ngắn thì nó bị dính cái đầu, còn cái trái này là quá ok luôn nè, không ok luôn. Rồi các bạn lấy cái chai này nè, bỏ vào. Rồi các bạn cuột cái gì lên đây, chỉ là cái những cái đó. Mình làm tại mình ở thành thị nên không có điều kiện, nên cái này là mình làm bằng cái lông hay kẽm luôn các bạn. Quá ok không? Rồi trái luôn các bạn. To luôn các bạn. Các bạn nhớ là nó sau khi thụ phấn xong các bạn mới cho vào chai nha, để không nó bị hư cái trái luôn các bạn. Đó. Rồi đây các bạn. Đó. Mà thấy nó trái to không? Mà đất ít nha các bạn, nhưng mà các bạn nhớ kỹ nha, mình phải chùm cái gốc lại các bạn. Nếu mà trời nắng rất dễ bị héo. Vì nó bị héo, tại vì cái này nó đất đồ ít, nhỏ, dinh dưỡng nó ít nha các bạn. Do đó các bạn phải tưới chùm cái gốc nó lại cho nó ủ được, nó nước á, nó không bị mất nước, nên nó không bị héo lá. Chưa thường nắng nó bị héo lá các bạn, cây mình vẫn bị nha. Rồi giờ mình tiến hành mình bẻ nó nha các bạn. Đây mình thu hoạch nha, thì là mình dỡ cái dây này ra trước. Đó. Rồi xong mình cắt luôn nè. Rồi mình đem vô cho bạn xem nha. Nằm hoàn toàn trong chai nha, mình không có vô nha. Rồi bây giờ mình muốn ấy ra thì mình phải cắt cái chai ra. Để mình làm cắt cái chai ra nha các bạn.
Rồi mình cắt cái dây ra nè các bạn, thấy không, nằm trên chai nè. Thì mình cắt dưới đây thôi, để mình lấy cái trái ra thôi các bạn, nữa mình sử dụng lại cái chai nha. Mình cắt cái đít thôi nha. Nghe khó ăn gửi luôn không? Rồi anh bọc cái nào. Thấy không? Mình cắt cái này nè. Xong rồi nó bóp lại nè. Đó. Rồi mình sử dụng tiếp nha. Chú ăn cũng cắt ngang nè. To không mà. Còn của tay luôn. Quá ngọt luôn. Rồi đây ha các bạn. Rồi mua hình chậm người trong chậu mà bọc trái bằng cái chai nhựa nha, chai suối bỏ. Đảm bảo vệ sinh ok luôn. Đây. Cái chậu nhỏ thôi mà. Trái ghê không bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn nếu thấy hay thì like, chia sẻ để nhận video tiếp theo nha.